vừa sinh ra đã vướng phải lời tiên tri ác nghiệt. Hoàng tử sẽ làm cho nước Cao Ly đi tới diệt vong. Đó là vận mệnh của nó. Nó lại còn sẽ sát hại huynh trưởng, mẫu thân, phụ thân. Cho đến phút cuối cùng, nó còn chính tay giết chết chính đứa con của mình nữa. Cuộc đời của chàng hoàng tử Mu Hyun rơi vào cảnh lưu lạc, sống cuộc đời như một thường dân. Đứa trẻ này không còn là con trai của ta nữa. Hai mươi năm sau, số phận và những quyết định phi thường đã đưa chàng trai Mu Hyun trở thành một chiến binh dũng mãnh với tham vọng lấy lại những vùng đất của cha ông và thống lĩnh thiên hạ. Đứa trẻ đó bây giờ thế nào? Người có biết không? Nếu bắn bằng mũi tên này, thì chắc chắn chim ưng sẽ kêu và các thống soái biết được và bắt đầu tác chiến. Xuyên suốt những cuộc chiến khốc liệt là tình bạn, tình yêu giữa chàng hoàng tử Mu Hyun và công chúa Yeun của vương quốc Buzo thù địch. Mời quý vị và các bạn đón xem 55 tập của bộ phim cổ trang Vương quốc của gió, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh NTV.